Trở lại chương trình tin tức của Hoa Kỳ. Trên tin tức của Hoa Kỳ, chúng ta sẽ cập nhật sự kiện của ông Tucker Carlson, một cái đại nhân vật truyền thông đã có cuộc phỏng vấn kinh điển với Tổng thống Trump trong cuộc tranh luận thứ hai của Đảng Cộng Hòa. Thứ nhất cho quý vị, theo báo cáo người dẫn chương trình giờ vàng của Fox News, ông cựu Tucker Carlson đã giành chiến thắng hôm thứ Hai khi một công ty đầu tư mạo hiểm chống thức tỉnh đã đồng ý hàng triệu đô la vào công ty khởi nghiệp truyền thông mới chớm nở của ông. Một công ty liên danh 1789 Capital do Chris Buzzkick, Omek Maklik đồng sáng lập đã đầu tư 15 triệu đô la vào công ty truyền thông của ông Carlson. Đó là bản tin đến từ Wall Street Journal. Hai cái nhân vật này nói với tạp chí 1789 Capital. Họ nhìn thấy cơ hội đầu tư về ba lĩnh vực bao gồm, họ mô tả là nền kinh tế song song, nơi các công ty như ông Cao Sinh sử dụng cái mô hình kinh doanh hiện tại để tiếp cận những người tiêu dùng có khuynh hướng bảo thủ. Một lĩnh vực trọng tâm khác của năm 1789 là đầu tư vào những công ty mang lại. Cái việc làm trở lại Hoa Kỳ là một phần xu hướng phi toàn cầu hóa và sắp xếp lại cái chuỗi cung ứng. Thứ ba, nhà đầu tư mạo hiểm thì mô tả các công ty đang tìm kiếm vốn đã bị bỏ rơi, các quyết định đầu tư bị chính trị hóa như một phần của giáo phái ESG. ESG là đề cập đến khuôn khổ môi trường xã hội và quản trị. Ban đầu là những hướng dẫn mềm mại như một số chuyên gia cho đã trở thành mệnh lệnh nặng tay nhằm thúc đẩy cái hệ thống tư tưởng công bằng xã hội chủ nghĩa, gây tranh cãi và từ chối đầu tư của các công ty khởi nghiệp. Không đến hai cái từ thức tỉnh, có nghĩa rằng là họ sử dụng cái standard này để từ chối một số công ty khởi nghiệp. Một số người ủng hộ ESG gần như đã bị ám ảnh bởi đặt các hệ thống tư tưởng thiên tả trước các mệnh lệnh kinh doanh trong các quyết định yếu tố đầu tư. Có lẽ mà nhà đầu tư muốn nói rằng gọi là phong trào một giáo phái, chứ thật sự chẳng phải là phong trào để bảo vệ môi trường. Nhà đầu tư mạo hiểm nói với tạp chí rằng điều chúng tôi muốn tập trung vào những cái cơ hội mà chúng tôi nghĩ đã phát triển trên cái thị trường vì các hình thức vốn tổ chức khác đã bị chính trị hóa. Ông nói với hãng tin rằng ông thấy tổng cái thị trường có thể nhắm tới trên nội dung của ông Cao Sinh ít nhất là 74 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu cho Tổng thống Trump. Ông nói tin rằng 1789 Capital có thể là người hưởng lợi từ phản ứng mạnh mẽ rộng rãi chống lại những công ty thức tỉnh cho nghị trình nghị sự của cánh tả, chẳng hạn như cuộc tẩy chay của Bud Light do mối quan hệ hợp tác tiếp thị thương hiệu bia với người ảnh hưởng trên mạng xã hội chuyện giới được mang tên Dylan. Cái sự kiện Bud Light này tới ngày hôm nay thì bắt đầu tụi nó cũng đã chìm về cái câu chuyện này. Thì công ty Bud Light cũng đang crisis management, tức là đang quản lý cuộc khủng hoảng của họ. Cái nhà đầu tư nói rằng là tiền sẽ đi về đâu? Chúng tôi muốn những người được hưởng lợi từ nó. Ông Carlson chưa công khai bình luận gì cái báo cáo khoản đầu tư của 15 triệu đô la của 1789 Capital. Công ty khởi nghiệp truyền thông của Tucker Carlson, sau khi ông Carlson bị loại khỏi chương trình được đánh giá cao nhất của mình trên chương Fox News đầu của năm nay, ông đã bắt đầu đăng cái nội dung video miễn phí trên chương trình của Axe. Cái tập đầu tiên của ông ta đã phát hành vào ngày 6 tháng 6 đã thu hút được 121 triệu lượt xem. Cách tiếp cận thường xuyên thu hút hàng chục triệu lượt xem. Trong một số trường hợp, chẳng hạn như cuộc phỏng vấn đêm tranh luận của Tổng thống Trump lên tới hàng 300 triệu người xem. Nội dung của ông Carlson đã bắt đầu xuất hiện trên X, có báo cáo xuất hiện vào cái tháng 7 rằng ông đã tập hợp các cựu cố vấn Nhà Trắng dưới thời của Tổng thống Trump được gọi là Tòa Bạch Ốc, ông Neil Patel, để gây quỹ cho một công ty truyền thông mới với suy đoán là mô hình kinh doanh sẽ thúc đẩy bởi cái lượng ghi danh. Ông Carlson và Patel đã không xa lạ gì với việc liên danh kinh doanh cả hai, vốn là bạn cùng ở phòng trường đại học Trinity của Connecticut, đã cùng thành lập ra Daily Caller vào 2010. Theo cái báo cáo thì ông Carlson sau đó đã bán cổ phần của mình trong Daily Caller vào 2020. Và bây giờ tạp chí đã đưa tin rằng cặp đôi này đã đạt được một bước đột phá lớn với sự tài trợ 15 triệu đô la của chương trình 1789 Capital. Trích dẫn những người quen thuộc trong cái vấn đề này, cơ quan này đưa tin rằng cái mục tiêu của dòng đầu tư Exit là công ty truyền thông của ông Carlson và Patel đến một cái địa điểm mà họ có thể đưa ra bằng chứng khái niệm cái mô hình kinh doanh của mình.
như vậy để mở cửa cho các vòng tài trợ tiếp theo. Trước khi bị chương trình Fox News sa thải vào tháng 4, ông Carlson, người dẫn chương trình của Tucker Carlson Tonight, một trong những chương trình nổi tiếng nhất của đài cáp. Đây là chương trình truyền hình cáp có nhiều thứ hai ở nhiều người xem nhất, thu hút khoảng là 3.3 triệu đô la. Trong khi đó, theo nhận xét của nhà đầu tư, ông chủ của 1789 Capital tập trung vào việc hỗ trợ doanh nghiệp chớm nở bị cái giáo phái ESG của đảng Dân Chủ hắc hủi, được đưa ra trong bối cảnh nhiều chỉ trích hơn vì ESG và chủ nghĩa đánh thức cái doanh nghiệp. Gần đây, một nhóm thương mại đã đại diện cho khoảng 14 nhà sản xuất lớn nhỏ đã đưa ra chỉ trích gay gắt về hoạt động động thái quản lý gần đây nhằm thắt chặt cái quy định ESG. Vào cái tháng 7, khi Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện chuẩn bị tiến hành một loạt phiên điều trần về ESG, các vấn đề liên quan đến quy trình ủy quyền, Hiệp hội các nhà sản xuất quốc gia đã viết lên một lá thư gửi cho lãnh đạo ủy ban kêu gọi những hành động để bảo vệ doanh nghiệp khỏi các hoạt động của cánh tả. Cụ thể, nhóm thương mại này chỉ trích ủy ban chứng khoán và giao dịch vì đã dành cho đặc quyền các nhà hoạt động ESG, đề xuất ESG cứng nhắc để gánh nặng cho nhà sản xuất và bông không mang lại lợi cho nhà tiêu dùng. Và kể cả luôn nhà đầu tư. Cái nhóm sản xuất được kêu gọi quốc hội can thiệp và hạn chế ảnh hưởng của công ty tư vấn ủy quyền, củng cố ủy thác và ngăn chặn các chương trình nghị sự của nhà hoạt động. Nhóm này viết quốc hội phải can thiệp để phi chính trị hóa các quyết định kinh doanh ảnh hưởng đến cuộc sống và tiết kiệm cuộc sống của hàng triệu người Mỹ. Vài tuần sau, Ủy ban Tài chính Hạ viện đã đưa ra 4 dự luật theo đường lối đảng phái nhằm để chống lại sự ảnh hưởng của việc đầu tư ESG vào thị trường tài chính của Mỹ. Trong khi đó, dân biểu Brad Norman của đảng Cộng hòa đã tuyên bố ESG của cánh tả là một chất gây ô nhiễm xấu cần được loại bỏ khỏi các tập đoàn và doanh nghiệp. Ông nói thêm, cuối cùng đạo luật doanh nghiệp thay vì nhà nước hoạt động sẽ bảo chữa tất cả những gì sửa đổi trong quá khứ và trên thực tế đã chính trị hóa rất là nhiều thứ mà những công ty đang làm. Trong khi đó, ông James Lindsay, tác giả của cuốn Chủ nghĩa Mác chủng tộc, đã đưa ra cuốn sách và cho rằng những chiến binh ESG là một vũ khí của đảng Dân Chủ, của chế độ độc tài và chính phủ ngầm của thế giới. Và đây là bài viết của tác giả Tom, là phóng viên cao cấp của tờ báo The Epoch Times. Và đó là những gì mà thật sự chúng ta hoàn toàn thấy ông Tucker Carlson thật sự đang chuẩn bị ra cái biển lớn. Và đó, hãy cầu nguyện cho công ty truyền thông của ông. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.